Tiếp nối chương trình văn nghệ, Trịnh Ngọc Quyền sẽ hát tặng cho tất cả quý vị một trích đoạn cải lương. Và trích đoạn này Trịnh Ngọc Quyền xin mời nghệ sĩ giải tư chuông vàng giọng cổ Tuấn Dương song ca với Trịnh Ngọc Quyền trích đoạn cải lương Nguyệt Hổ Dương. Dạ vâng, lần đầu tiên thì cho phép Tuấn Dương được gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Tôi là một gã ăn mày hung hồ. Gã ăn mày? Ông tính đi làm gì? Thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xóa chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dụng ý để khất thực hàng ngày. Vậy ông muốn gì không? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Gã mày hỗn láo, ông là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho sổ, kẻ khốn nạn này là ai? Dương Thảo Lan, Trần Bao, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan, tại sao? Tại sao vừa gặp lại nhau mà em lại hững hờ xa lạ? Tại sao? Tại sao nhà Dương Thảo Lan? Tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng tôi mặt mà trốn chạy người xa. Hãy subscribe.
Son xin vĩnh biệt. Dạ hết. Dạ hai anh em xin được cảm ơn, xin lắng nghe quý vị cũng như những cảnh hoạt đơn thư rất là nhiều.